Mến chào quý vị và các bạn. Đạt cảm thấy trong lòng rất là vui khi các bạn quay trở lại chương trình Tâm sự Thi công được phát trên kênh YouTube Đạt Channel. Thì trong video ngày hôm nay Đạt sẽ nói về một cái hầm tử hội nữa các bạn. Thì phía trước này nè, các bạn thấy cái hầm tử hội mà anh em xây dựng đang làm nè. Cái hầm này mình đã gặp, mà cái hầm này là lần thứ hai. Đạt nói các bạn rồi đó, là cái hầm này làm rất là kỹ luôn. Để tao qua để tao ngồi. Nó, các bạn thấy nè. Bây giờ các bạn thấy hai đường ống bên phía bên kia kìa. Các bạn nè, các bạn thấy hai đường ống chỗ anh kỹ sư Hồ anh ngồi nè. Các bạn thấy không? Hai đường ống vào. Thì đây là cái đường ống qua bể lắng nè. Rồi đường ống vào bể lọc nè. Và đường ống này đi ra. Các bạn thấy đường ống đi ra ngoài nước thải dự án á. Thì ở đây nè, các bạn chú ý cho mình một cái câu nói mà mình hay nói trên YouTube á, là đáy vào thì lưng ra. Thì ở đây là ảnh đặt hơi bị cao nè các bạn nha. Cái này nên cái ống này nó hạ xuống một chút nữa. Thì đây mình chỉ lấy tâm thôi. Giả sử bây giờ mình chỉ lấy tâm của chỗ này nha. Đạt thì không có xuống bạn nha, Đạt ở trên hầm thôi. Bạn thấy nè, ở đây cái mép ống của mình á, cái đáy dưới của mình nè là 1m4 một phân, đúng không? 1m4 một phân nè, của mình 1m4 một phân. Là cái ống này ống thấp nhất nè, cái ống này hơi cao một xíu thì mình chỉ đo một ống thôi. Thì cái ống bên này mình sẽ đặt đáy vào thì lưng ra. Thì cái lưng ra nè, cái lưng này nè nó phải là 1m4 một phân các bạn nha. Lưng này 1m4 một phân, mà cái này là tâm là 1m4 một phân rồi. Cái này thụt xuống một tí nữa các bạn nè. Rồi cái ống này thì các bạn đặt bằng luôn, bằng luôn là ok. Rồi giờ Đạt sẽ sửa cái này nha ha. Đạt sửa này một chút. Xuống được không trời? Được. Bước theo mình này. Cứng dữ ta. Như cái thang luôn á. Dọn ra cho cái cắt làm đôi, cắt chiều dài hay là chiều cắt chín đôi, chiều dài á, 18 chiều đôi á, này còn 9 đôi, hơi cao quá nè, cái này hơi cao, dài xuống nhét vô trong cái nhà đây, thằng này rút ra để mưa, trời ơi. Ống này là khả năng để cái này là ok nè. Còn ống bên này thì này đập xuống xíu nữa được. Này. Cái căn của ống này. Cái này có 100 nè. Thì cái đáy của này qua. Đây là anh tăng bây giờ. Cần này anh tăng à, phải không? Là cái đáy của thằng này đúng không? Đáy mà đáy này thì lưng thằng này. Này cho xíu nữa. Này tính ra xíu nữa. Anh Hải còn kỹ hơn mình nữa các bạn. Các bạn nhớ nha, đáy vào thì lưng ra các bạn nha. Bây giờ Đạt sẽ cột cái ống này nữa. Thì cái vị trí này nè,
vị trí đây nè, các bạn thấy chỗ này nó có cái mực trắng trắng không? Chỗ này mực trắng nè, anh Hải anh cùng kỹ hơn mình là anh căng từ cái đáy của cái ống vào á, là cái lưng cổ ra. Cái này mà ảnh làm hơi cao hơn mấy phần á, cho nên là đặt đập xuống một chút, đặt tháo cái cây sắt ra rồi đưa xuống một cái. Bên này ảnh đặt trồi lên nên đặt bắt thấp để sao thằng này với thằng kia nó ra ngồi là cùng luôn các bạn nha. Rồi bây giờ đặt sẽ đặt cái ống này luôn, cái này là xong rồi. Tôi đu lên là anh nhìn kỹ quay có khúc. Anh có cộng dây kẽm cho em xin cộng phía sư. Kẻ dài hay ngắn? Dài. Ngắn cũng được, ngắn em nối. Dài nè. Ngắn thì em nối. Anh nói chùm cho em cũng được. Chùm này được nè. Nó chùm trên thành á. Đây nè, có cộng dài nè. Trên thành cho em luôn. Anh lấy chùm thành qua cho em cột. Nhìn nhìn nè. Rồi cảm ơn. Các bạn thấy cái hầm tử hội của cái nhà này ghê không? Đang sắt bự bự không á. Cái này làm biết chừng nào mà chấn hư. Mình nói các bạn chứ đây là mình làm gặp cái nhà là nhà thứ hai trong cuộc đời mình làm. Đi làm bên em đi xây dựng ít chứ. Lần thứ hai. Bởi vì làm những cái chủ nhà mà người ta kỹ á, làm sắt, thép, làm kỹ càng đó các bạn. Còn làm ở những công trường lớn á, sắt thép lớn là chuyện bình thường. Các bạn nhá, làm những công trường dân dụng mà như vậy thì ít hiếm á. Cái này gia cố thì ai gia cố cũng được rồi nha, nhưng mà gia cố cho nó cứng. Em cho cái ống lên xuống được. Chơi với cái máy này, chơi vậy. Con bảy là chơi với nước đường thôi chứ không có chơi. Dạ, rồi cứng nha. Mưa các bạn nha, để mình lên dọn đồ ở trên kia nữa. Trời, mưa thôi. Mấy chào các bạn nè, thì đang quay video thì trời đang mưa. Mưa quá mình đi dọn đồ mới xuống lại nè. Thì các bạn đây bạn xác định nè, hai đầu ống vào nè. Mình có hai ống vào nữa các bạn. Thì ngôi nhà này mình cũng quay cho các bạn đó, một nhà vệ sinh tầng trệt và một nhà vệ sinh ở cái trục đứng á, tầng lầu 1 á. Thì các bạn nhìn ở hướng này là mình sẽ có nè, bể chứa đây nè. Bể chứa nè. Bể lắng nè, bể lọc nè. Thì Đạt nói cho tất cả các bạn rồi đó. Thì là đáy vào thì lưng ra. Thì đáy ở cái ống đi vào nè, thì lưng ra ở cái ống thoát ra ngoài kia, là từ bể chứa qua bể lắng, rồi bể lắng qua bể lọc. Bể lọc rồi ra ngoài. Thì các bạn đặt cao độ nó gần bằng nhau là được rồi, không sao cả các bạn nha. Các bạn chú ý cái điều đó mà các bạn đặt. Ở đây Đạt nói cho các bạn á, thì chúng ta đặt làm sao á, là để cho cái ống đầu vào nó thông thoáng. Có nghĩa là cái lượng phân nó không còn ở trong ống nữa, nó không còn nước trong ống nữa. Thì lúc đó là nó mới đảm bảo, có nghĩa là nó mới thoát tốt. Còn nếu mà cái lượng nước ở trong ống còn, là cái lưu lượng thoát và tốc độ nó rất là chậm. Các bạn nha, các bạn chú ý điều đó. Thì ở đây là các bạn thấy ở đây cái bể phốt này, bên xây dựng người ta làm rất là kỹ các bạn ạ. Chủ nhà ta rất là kỹ. Người ta đã ở ngoài tường này đã chấm thấm rồi, các bạn thấy mình nói rồi đó. Rồi phía trong lại đan sắt lên nữa, rồi lại kẹp cốt pha đổ một lần nữa. Các bạn thấy ở đây rất là ghê gớm các bạn ha. Mình thấy ngôi nhà này làm không biết cái hầm này là chứa phân này là vĩnh viễn luôn các bạn nè. Cho nên á, các bạn làm đúng cái hầm phân á, là tuyệt đối là nước không cho vào, mà nước từ hầm phân cũng không cho ra luôn, là nó không thấm đi ra ngoài các bạn nha. Lúc đó là các bạn nó mới ok, nó mới tốt nhất nha các bạn nha.
đây là hầm phân này mình không sợ nó bị trôi hay bị gì các bạn, rất là ok. Mình rất thích cái hầm phân kiểu này, rất tuyệt vời nha các bạn nha. Đó thì Đạt cũng quay sơ lược cái hầm phân, đây là hầm phân Đạt nghĩ là nó đạt chuẩn các bạn nha. Còn lại cái vị trí mà các bạn thấy Đạt đặt ống qua nè, là sau này chúng ta cúp một cái co hoặc là chúng ta đá một cái T114 á, bên kia Đạt cũng có đặt ống số 10 nữa, đặt ở trên thôi. Đó thì cho các bạn cùng biết ống hơi của cái hầm này đặt ra ngoài luôn. Thì từ nãy giờ Đạt cũng quay cho các bạn xem và Đạt cũng xin tạm dừng video các bạn nha. Và các bạn thấy video hay, các bạn ấn like, share và comment bên dưới video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và mình là Đạt Bạch Channel, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video mới tiếp theo. Bye bye các bạn.